Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục khuyến học của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị khán giả cùng đến với huyện Chợ Đồn và Bạch Thông để tìm hiểu về những cộng đồng học tập tiêu biểu đang triển khai phong trào khuyến học khuyến tài trong năm 2020. Trước hết là phần tin. Thưa quý vị khán giả, thực hiện kết luận của Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, trong năm nay Hội Khuyến học Bắc Cạn sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục quán triệt thực hiện xã hội học tập, trong đó quan tâm đến việc học của người lớn, vai trò gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện phong trào khuyến học khuyến tài. Bên cạnh đó, các tổ chức khuyến học tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở, tiếp tục chuẩn bị tốt cho hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến người lớn học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập. Hội khuyến học các cấp đa dạng hóa hình thức phát triển quỹ khuyến học và sử dụng nguồn quỹ hiệu quả. Các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền hội viên thực hiện phong trào học tập suốt đời tại địa phương. Hàng năm, các địa phương mở nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đây là điều kiện để phát triển phong trào học tập suốt đời trong nhân dân. Toàn tỉnh hiện nay, tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao. Vì thế mà các địa phương chú trọng mở các lớp dạy nghề về trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó giúp người dân biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, biết thêm các kỹ thuật trồng, chế biến, bảo quản sản phẩm, việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho vật nuôi, cây trồng. Từ các lớp dạy nghề này, nhiều tổ tác hợp tác xã đã ra đời, chứng tỏ người nông dân có nghị lực, ham học hỏi để nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, họ còn tự tìm tòi học hỏi qua sách báo, mạng Internet, đi tham quan thực tế các mô hình. Những năm gần đây, Hội Khuyến học huyện Ba Bể chú trọng phát triển tổ chức hội, xây dựng quỹ khuyến học và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học khuyến tài tại địa phương. Đến nay, huyện Ba Bể đã có gần 300 chi hội khuyến học với trên 10.000 hội viên. Hiện các địa phương đang tiếp tục xây dựng tổ chức hội khuyến học, phát triển hội viên ở các thôn bản để công tác khuyến học tiếp tục đi vào chiều sâu và nhận được sự tham gia ủng hộ của nhiều tầng lớp nhân dân. Huyện Ba Bể tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ hội, chủ động phối hợp liên kết với các tổ chức xã hội, các ban ngành, đoàn thể triển khai công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các đơn vị chú trọng quan tâm xây dựng các mô hình học tập cụ thể, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị cộng đồng. Thời gian qua, phong trào khuyến học được các trường học tại huyện Chợ Mới tích cực thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể. Hàng năm, chi hội khuyến học ở các trường học phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, chỉ đạo các hội viên tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy, quan tâm giúp đỡ học sinh trong học tập và cuộc sống. Bên cạnh đó, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên trong trường tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Nhà trường thường xuyên kết hợp với hội phụ huynh, hội khuyến học để triển khai các hình thức hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, động viên khen thưởng những học sinh và giáo viên dạy tốt, học tốt. Thưa quý vị khán giả, là xã có phong trào học tập trên địa bàn huyện Chợ Đồn, Đồng Lạc đã triển khai các phong trào khuyến học ngay từ đầu năm. Trong đó, việc xây dựng các mô hình học tập được cấp ủy và chính quyền quan tâm thường xuyên. Người dân tại xã Đồng Lạc cũng đã ý thức được việc học tập là cần thiết và phải học tập suốt đời, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Bản Tràng là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào khuyến học của xã Đồng Lạc. Hiện nay, thôn có 113 hộ dân, bà con đều tham gia tích cực vào việc xây dựng các mô hình học tập, đặc biệt là gia đình học tập. Mỗi gia đình tạo điều kiện cho con em đến trường đúng độ tuổi, tạo điều kiện về thời gian, vật chất để con em học tập đạt kết quả tốt. Ở đây, các bậc phụ huynh không chỉ quan tâm đến việc học kiến thức mà còn thường xuyên trao đổi tâm sự với con cái để biết được mong muốn, tìm hiểu tâm lý của con, từ đó giải đáp những thắc mắc của các em. Nhờ vậy mà tạo chỗ dựa vững chắc cho các em học tập và phát triển. Để con cái học tập được tốt thì từ bậc tiểu học thì bố mẹ cũng quan tâm nhắc nhở con cái học tập. Đến khi đi học ở đây thì cũng đường xa xa xôi, đến học đến cấp 2, cấp 3 thì cũng nói chung là hai đứa nhà cũng biết ở học ở ngoài thị trấn, xa gia đình thì bố mẹ cũng quan tâm. Thứ nhất là về học tập, thứ hai là về ăn ở, đời sống hàng ngày của con. Cũng luôn nhắc nhở con cái là chú tâm học tập. Tôi luôn gắn liền với cụm học thôn và học các cuộc sinh hoạt của các chi hội là luôn tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia các phong trào khuyến tài khuyến học tại thôn bản. Ngoài những hàng năm tôi vận động được trên 100% các hộ tham gia các phong trào, ngoài những đóng góp
của các hộ gia đình. Quý hội chúng tôi còn trích một phần để lại để hàng năm là sau những năm học tổng kết, những em nào gọi là học có học sức học giỏi, chúng tôi luôn kịp thời động viên từ những món quà của trích từ quỹ học của thôn để lại. Xã Đồng Lạc hiện có trên 587 hộ dân với hơn 2.500 người. Xác định khuyến học khuyến tài có vai trò quan trọng, xã đã chỉ đạo hội khuyến học xã và thôn bản tuyên truyền vận động đến đông đảo hội viên kế hoạch xây dựng các mô hình học tập. Với lực lượng nòng cốt là đảng viên, những người luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào và tham gia tích cực vào công tác vận động, nên phong trào khuyến học thu hút được đông đảo người dân tại địa phương tham gia. Các hộ gia đình mạnh dạn đăng ký thực hiện danh hiệu gia đình học tập. Các cộng đồng, đơn vị cũng tích cực triển khai kế hoạch, thực hiện, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đạt vào cuối năm. Vì những cố gắng nỗ lực đó, trong 4 năm qua, toàn xã có 27 gia đình học tập tiêu biểu, 12 cộng đồng học tập và đơn vị học tập tiêu biểu được tuyên dương. Hội khuyến học thì của cái xã Đồng Lạc thì cũng có rất nhiều cái cố gắng để cái phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội và đặc biệt là triển khai kịp thời các cái kế hoạch và xây dựng các cái phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và có nhiều cái thành tích trong 5 năm vừa rồi. Các chi hội trường học cũng làm tốt công tác động viên, khen thưởng vào dịp cuối năm để khích lệ học sinh, nhà trường phối hợp tốt với phụ huynh trong công tác giáo dục để các em phát triển cả về trí tuệ và thể chất, phấn đấu trở thành con người có ích cho xã hội. Thời gian qua, huyện Bạch Thông đã triển khai có hiệu quả các mô hình học tập, đồng thời tích cực đánh giá, xếp loại, công nhận danh hiệu gia đình, cộng đồng, dòng họ, đơn vị học tập nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập thường xuyên, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Cẩm Giàng. Gia đình anh Triệu Đức Tuy ở thôn Nà Tu có hai cháu đều là con ngoan trò giỏi, đã nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cấp huyện, tỉnh. Để có được kết quả này, bản thân anh Tuy cho rằng cha mẹ phải là tấm gương cho con cái học tập. Anh và vợ không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ham tìm tòi, cập nhật thêm kiến thức mới để các con thấy rằng học tập là phải thường xuyên và học mọi lúc, mọi nơi. Kiến thức không chỉ có ở trường lớp mà nó còn được thu nhận từ những hoạt động xã hội hàng ngày mà chúng ta tham gia. Trước tiên là để tạo điều kiện cho các con có một góc học tập là thoải mái, thật thoải mái và thật sự là có những cái không gian học tập nó hòa chung với cái nội dung học tập cũng như cách vừa học vừa làm thế nào để có các học tập là vừa học vừa chơi. Đấy, thì gia đình tôi thì cũng tạo mọi điều kiện cho các con là trường ngoài học ở trên trường ra thì còn về nhà học thêm nội dung của môn học. Hiện nay xã Cẩm Giàng có gần 600 hội viên khuyến học. Ngay từ đầu năm, hội đã triển khai phong trào học tập suốt đời đến hội viên, khuyến khích và đặc biệt quan tâm đến việc học của người lớn. Mỗi năm, hội khuyến học xã phối hợp tổ chức một lớp tại trung tâm học tập cộng đồng cho hội viên, tạo điều kiện cho người dân học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng và sản xuất. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học cũng được quan tâm. 3 cấp học của xã Cẩm Giàng đều có kết quả giáo dục nằm trong top đầu của huyện Bạch Thông. Trong năm qua, toàn xã có 11 gia đình học tập, 9 cộng đồng học tập và 4 đơn vị học tập tiêu biểu được tuyên dương. Đây là những điển hình để cho các đơn vị khác tiếp tục nỗ lực và phấn đấu đạt kết quả cao hơn. Từ đầu năm thì các gia đình đã đăng ký để thực hiện như mọi năm. Thì tổng số gia đình bây giờ hiện của toàn xã là 607 hộ thì đã có 593 hộ gia đình đăng ký. Thì cũng như mọi năm thì phong trào vẫn được duy trì. Và hội khuyến học thì chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền và được các ban ngành đoàn thể và các chi hội trưởng ở các thôn là đồng tình ủng hộ. Các chi hội nhà trường thì cũng đồng tình ủng hộ và giáo viên với học sinh thì cũng đều là hoạt động trong cái khuyến học này rất là tốt. Tuy nhiên hiện nay 100% chi hội trưởng khuyến học của xã đều kiêm nhiệm nên gây không ít khó khăn cho việc triển khai công tác khuyến học. Phong trào khuyến học cũng đòi hỏi phải đổi mới cách làm sao cho thu hút được đông đảo hội viên tham gia hơn nữa. Việc nêu gương cũng được Hội Khuyến học Cẩm Giàng thực hiện tốt nhằm lan tỏa phong trào đến mọi tầng lớp nhân dân.
Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.